Trên 19 tháng 5, nằm trên địa bàn hai quận Tân Phú và Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đây được xem là một trong những dòng kênh ô nhiễm nặng nề nhất thành phố. Chạy dọc tuyến kênh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh rác thải nổi lên bờ. Có những đoàn rác ngạt cả cầu cống, nước không thể nào lưu thông. Bên cạnh đó là những cây cối mọc um tùm làm tắc nghẽn dòng chảy. Ghi nhận trong sáng 22 tháng 5, dòng nước đang ngòm kèm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chỉ đứng ở đây có hơn 15 đến 20 phút mà chúng tôi đã không chịu nổi mùi này. Những người dân ở đây cho biết mùi hôi thối thường xuyên bốc lên, nhưng do ở lâu dần thành quen, nhưng họ rất sợ ô nhiễm và dịch bệnh. Ô nhiễm nặng em, cái mùi hôi thối nó bốc lên rất là khó chịu. Nhất là mình nắng lên nồng, qua cơn mưa là nắng lên là chịu không nổi. Thì ngồi đây phải bịt khẩu trang liên tục, ô nhiễm nặng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Sở Tài chính tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí đầu tư công trình cấp bách cải tạo kênh 19 tháng 5. Khi nghe tin thành phố sẽ triển khai nạo vét cải tạo kênh, bà con ở đây rất vui mừng. Kênh này quá hôi chứ sao? Hôi và bẩn. Đặc biệt là trong mùa mưa thì nó ngập nữa. Hôi khô ngập, rác quá trời, người ta vứt quá trời rác á. Thì thành phố chi thì mình sạch sẽ thì mình sống mừng như sao? Môi trường trong sạch thì mừng. Chị rất là vui mừng và phấn khởi cải tạo cái môi trường sống ở đây, là bà con là cũng rất vui mừng và hoan nghênh cái chủ trương của thành phố. Việc cải tạo dòng kênh nhằm cải thiện môi trường, đồng thời nâng cấp hàng rào để hạn chế tình trạng vứt rác xuống kênh và tránh nguy hiểm cho người dân. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tạm ứng kinh phí 500 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách cho chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố để nhanh chóng triển khai việc cải tạo dòng kênh.